Chào các bạn nhá. Như tiêu đề thì cái video này mình sẽ giải thích tác dụng của những cái vị trí chấm trắng này nhỉ các bạn này, ở trong các bộ nguồn sung và cả cái con tụ nó nối giữa bên sơ cấp và thứ cấp của các bộ nguồn sung nữa. Thì qua video này chúng ta sẽ hiểu hiểu về cái cách thiết kế chống sét, chống chống sét, thoát sét, rồi là thoát xung nhiễu trong các bộ nguồn xung như thế nào nhé. Thì mình cũng như các video trước ấy, thì mình cũng nói luôn đây chỉ là các hiểu biết, nhận định của mình thôi, nên nó cũng chưa có tính xác thực, nên chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhé các bạn nhé. Đây là mình đang có một số cái bo mạch của TV tinh thể lỏng. Thì chúng ta để ý ấy, thường là họ sản xuất, nhà sản xuất ấy, thì như cái này ấy, chúng ta sẽ để ý nó hay có những cái vị trí răng răng ra, mạch in răng răng ra rồi. Vị trí này này và đây nữa này. Thì đầu tiên mình sẽ giải thích cái này trước nhá. Như đây này, cái bo này cũng vậy nhá. Nó có bo này thì bo của plasma thì còn nhiều hơn. Nó có rất nhiều những cái vị trí này. Thì mình cũng nói luôn là những cái vị trí này mục đích là để cho phóng điện nhá. Để nó có sự phóng điện qua nhau được nhá. Đây là một cái bo của TV Samsung đời ngày xưa này. Thì chúng ta sẽ thấy ấy, là nó sẽ có hai dây AC vào, là dây mình cứ ký hiệu là dây L thấp và L cao, dây trung tính và một dây pha chẳng hạn. Thì nó chính là hai cái cọc này các bạn nhé. Hai cọc này này, mình lật lên này. Nó chính là hai cái cọc này. Thì cái ở giữa này nó chính là cái dây tiếp địa nhé, tiếp đất nhé các bạn nhé. Thì các bạn nó ở chính này này. Và cái tiếp địa tiếp đất này ấy, nó sẽ đi vào ốc này. Đi vào ốc này và nó sẽ bắt vào vỏ vỏ kim loại của các thiết bị nhá. Như bản thân như ở cái TV này thì sẽ bắt vào khung sắt của màn hình. Như ở những cái thiết bị khác thì nó sẽ bắt vào những phần kim loại của thiết bị nhá. Thì như vậy chúng ta sẽ hiểu này. Nó sẽ có những cái vị trí này để làm gì? Thì mình có thể giải thích này. Nhà sản xuất làm những cái này ấy, là mục đích là để thoát sét các bạn nhé. Tức là khi mà một trong hai cái dây này, nhưng thường là nó sẽ là cái dây này là nhiều này, dây pha này, còn cái dây L này thì nó đã được đường lưới điện nó nối với trung tính, à nối với đất ở ở trạm điện rồi ấy. Thì giả sử như cái dây này mà bị dính, nhưng mà khi chúng ta cắm ấy thì chúng ta sẽ cắm lộ linh tinh cả lên, nhà thiết kế nó phải dùng cả trên cả hai dây luôn. Có thể lúc chúng ta cắm dây này là trung tính thì cái dây này là dây pha, và chúng ta cắm ngược lại thì nó vẫn là như nhau, nó sẽ phải nhà sản xuất là phải thiết kế cả hai bên nhá. Thì giả sử một dây nó bị lưới điện bị nhiễm sét, tức là sét nó đánh vào lưới điện và không phải là ở nhà chúng ta mà nó là ở lưới điện ở cách nhà chúng ta hàng km cơ, thì dẫn tới là cái xung sét đấy ấy, nó sẽ truyền lan trong cái dây điện và nó đi vào trong lưới điện trong nhà chúng ta. Và cái lưới điện cái bình thường ấy thì sự chênh lệch áp giữa hai cái dây này của chúng ta nó chỉ rơi vào tầm khoảng 220 V, hoặc đến hai quá lắm thì 240 V thôi, nhưng cái xung sét đấy ấy, nó vượt đến hàng nghìn vôn thì như thì nó sẽ phóng được qua những cái mỏ này nhé các bạn nhé. Nó sẽ phóng qua cái mỏ này thì tương đương với giả sử những cái dây này nó bị dính sét chẳng hạn, nó sẽ phóng qua cái mỏ đấy để nó vào về cái dây tiếp địa này. Và nếu mà như tiêu chuẩn mà đường điện nhà chúng ta mà cắm có ba phao chấu ấy, thì cái này mà chúng ta đã lối đất ở được ấy, thì nó sẽ phóng, nó sẽ thoát cái xung sét đấy nhé, nó là bảo để bảo vệ thiết bị nhé. Ở đây mình không còn cái bo nào mà đã bị sét đánh, thì các bạn sẽ để ý được luôn là mình đã gặp những cái bo tivi này, mà bị sét đánh ấy, thì cái những cái vết mỏ mổ này này nó bị sét đánh phóng qua, nó cụt hết luôn, nó như là bị hàn luôn. Tức là như cái này thì nó rất là sạch, nó chưa bị thì là nhìn nó sáng này nhá, nhưng nếu mà đánh thì nó đen xì hết hai cái đầu này luôn, tức là nó đã có sự hồ phóng hồ quang qua nhau các bạn ạ, và nó cụt hết những cái đầu nhọn nhọn này luôn. Đấy là cái mục đích của những cái trắng trắng, những cái răng cưa này là mục đích thoát sét nhé các bạn nhé. Thì ở đây ấy, nó sẽ có những cái con tụ nữa, như con tụ này này và con tụ này ấy, thì nó sẽ ở trên chính hai cái dây đấy, ở hai dây cấp nguồn vào trong máy ấy, nó sẽ đi về cái dây tiếp địa này. Thì cái nguồn dây này ấy, cái tụ này nó có tác dụng là tụ dập nhiễu nhá. Tức là trên hai cái này mà nó có những cái xung nhiễu. Ví dụ xung nhiễu đấy, ví dụ đạt đến những cái, tức là lưới điện của chúng ta thì nó có rất nhiều những cái xung nhiễu, can nhiễu mà. Thì cái xung nhiễu đấy thì những con tụ này nó thường nó có giá trị là 102 cho đến là 222. Và như vậy, và điện áp chịu đựng của nó rất là lớn.
như có thể là từ 400V AC cho đến hàng kilovolt nhé. Thì những cái con tụ này là những con tụ có giá trị nó nhỏ nhưng mà điện áp chịu đựng nó cao ấy, thì những cái xung nhiễu đấy nó sẽ đi qua để nó về cái tiếp địa này, này để nó về mát đấy các bạn nhé, mà để nó về cái với đất ấy. Thường là chúng ta không nối với đất thì nó sẽ đi về cái vỏ vỏ kim loại, nó sẽ trung hòa cái vỏ kim loại. Và mình cũng nói qua này, tụ điện ấy thì là nó chỉ có tác dụng là phóng nạp thôi chứ nó không cho dòng điện qua, nhưng tại sao lại là cho xung qua được? Thực ra ấy là nó trung hòa, nó xung thì nó sẽ lạp xả dẫn tới là nó sẽ thoát, nó là như vậy. Mình đang tính mình sẽ làm một số cái video về linh kiện cơ bản nhưng mà mình dạo này mình bận quá, mình không có thời gian mình làm. Thì có dịp mình sẽ làm được những cái video nó liên quan đến linh kiện cơ bản, mình sẽ nói rõ về về tụ. Tụ điện ấy nó chỉ có tác dụng là lạp xả, tức là tích điện ở bản cực dương ví ở trên và tích điện tích âm ở bản cực dưới để trung hòa nhau. Thì tụ điện nó chỉ có tác dụng như thế, tức là nó không cho dòng điện chạy qua mà nó chỉ là tích điện và phóng điện, thì nó tích điện phóng điện thì nó sẽ có dòng chảy qua tải, thì là như vậy, nó có dòng điện chảy qua. Chứ nếu một tụ mà nó cho dòng điện chảy qua là tụ bị hỏng nhá, bị thủng nhá. Nên có những cái video mình hay phân tích ấy, mình thấy các mình nói là có một dòng chảy qua như thế này ấy, thì cái dòng chảy của mình hay nói là nó chảy từ bên này sang ấy, mình hay nói là nạp ở kỳ chu kỳ nạp điện tích dương ở đây và âm ở đây, và dòng chảy nó như này để nó về GND ấy, về mát ấy. Thì thực tế là cái dòng như này nó đi qua tải ở đây chẳng hạn này, tải cần tiêu thụ này, thì là nó sẽ như thế này, là điện tích dương nó sẽ đi đến bản cực này và điện tích âm ở mát này này nó sẽ đi ngược lại để nó trung hòa, thì cái điện tích âm đấy nó mới tạo ra cái dòng chảy trên tải các bạn nhé. Thì khi mà có tụ lạp đầy thì là điện tích âm và điện tích dương nằm trên bản cực của nó là bằng nhau, thì là nó trung hòa, và khi nó phóng thì nó sẽ phóng ngược lại. Khi nó phóng ấy thì là nó không cần biết là nguồn cấp, bây giờ nó không cần nữa mà là bản thân nó chính là một bộ nguồn cấp, và nó phóng đi từ ở bản cực dương thì nó sẽ trung hòa về bản cực âm của nó để nó xả hết điện nhé các bạn. Tiếp theo mình sẽ nói đến con tụ này, con tụ nối giữa sơ cấp nguồn xung và thứ cấp nguồn xung này. Tức là chúng ta sẽ để ý ấy, những cái bộ nguồn xung ấy nó sẽ là một nguồn xung cách ly mà nó có so quang hồi tiếp hoặc không có hồi tiếp, thì nó cũng phải có một con tụ nối giữa hai bên sơ cấp và thứ cấp này này. Thì cái tác dụng của con này như thế này nhá, ngay cả những cái bộ nguồn xung của tàu của Trung Quốc này, họ bỏ bớt rất nhiều linh kiện nhưng mà họ không bao giờ họ dám bỏ con tụ này đi. Mình có xem một cái kênh YouTube rất là nổi tiếng, họ còn hướng dẫn là cắt cắt bỏ ngay cái con tụ đi, mục đích là do là con tụ này nó sẽ làm cho chúng ta sờ vào vỏ kim loại của thiết bị là bị giật tê tê đấy. Tất nhiên cái giật tê tê đấy mà chúng ta sử dụng những cái bút điện chúng ta thử ấy, thì bút điện lúc nào nó cũng sáng, bởi vì là do chính những con tụ này nó sẽ dẫn một cái điện áp AC nhỏ đưa sang bên thứ cấp, cho tới chúng ta sờ sẽ thấy nó bị giật tê tê đấy. Nhưng mình khẳng định là giật nó không chết người đâu, nó bởi vì điện áp dòng chảy qua nó quá nhỏ mà. Thì tại sao người ta phải không thể bỏ được con tụ này? Ngày xưa thì nó có cả một con điện trở trị số lớn nữa, nó hàng hàng chục hàng, hàng chục mê nữa, nhưng bây giờ này con trở này họ không sử dụng nữa, họ bỏ để tiết kiệm, nhưng mà riêng con tụ này thì không không bỏ được, nó nối giữa sơ cấp và thứ cấp này. Thì theo mình hiểu nhá, con tụ này nó có tác dụng như này nhá. Con tụ này ấy thì bản thân nó là con tụ cũng như thế này thôi, giá trị của nó là 102 hoặc là 222 và điện áp chịu đựng của nó AC của nó rất là lớn. Thì chúng ta phải hiểu rằng ấy là cái mạch điện này khi các linh kiện này nó tạo lên mạch điện ấy, thì các bạn để ý này, những cái mạch in đi gần nhau, nó gần nhau thì nó không khác gì là hai bản cực tụ cả. Nó tạo ra cái tụ ký sinh và đặc biệt là cuộn dây giữa thơ cấp, sơ cấp và thứ cấp. Chúng ta nó đang quấn với nhau các bạn nhé, nó đang quấn sát sàn sạt nhau ấy, thì các bạn để ý này, nó là tiết diện tròn nhưng mà khi nó quấn ấy thì là nó sẽ, nếu mà giải ra một mặt phẳng ấy thì nó sẽ có một bản cực sơ cấp này và bản cực cực của cuộn dây thứ cấp này. Vòng dây càng nhiều thì nó càng gần nhau, thì là nó càng lớp cách điện EMI của dây EMI nó chính là cái lớp ở giữa là cách điện. Thì như vậy là giữa cuộn sơ cấp của cuộn thứ cấp mình cứ giả sử nó sẽ tạo ra một cái con tụ ký sinh, các bạn hiểu không? Kết hợp với có tụ điện này, có điện trở này,
rồi các mạch in này nó tạo thành những cái dây dẫn điện trở này, rồi này có cả từ trường vân vân ấy, thì dẫn tới nó sẽ tạo ra những cái linh kiện ký sinh bao gồm là R, L, C, nó tạo ra ba linh kiện này. Thì ba cái những cái này ấy, là không mong muốn, tức là do không mong muốn nó tự tạo ra thôi. Và do đó khi mạch có điện ấy, thì những cái này nó cũng tạo, nó sẽ có sự ảnh hưởng là nó cũng phóng nạp, rồi tụ thì phóng nạp, L thì cứ đóng nhả tạo từ trường, R thì hạn các thứ vân vân ấy. Thì tóm lại nó sẽ tạo ra những cái mạch, những cái xung dao động ký sinh, tức là có những cái linh kiện ký sinh này, nó mạch điện thiết kế nó sẽ tạo ra những cái linh kiện ký sinh này mà chúng ta không nhìn thấy nhá, nhưng thực tế nó là có nhá. Như con tụ này này là mình giải cái dây giữa sơ cấp và thứ cấp ấy, nó sẽ tạo ra đấy. Thì như vậy ấy, để mạch nó chạy ổn định ấy, thì nó phải triệt tiêu những cái xung điện ký sinh mà do những con linh kiện RLC tạo ra trên mạch, tức là con linh kiện mà không mong muốn được tạo ra trên mạch. Thì đó do vậy mà giữa sơ cấp và thứ cấp nó luôn có một con tụ này, nó để giải phóng những cái xung điện ký sinh mà tạo ra, giúp cho mạch giữa bên sơ cấp và bên thứ cấp chạy ổn định hơn nhé. Còn nếu mà không có nó, có thể là đến một lúc nào đấy ấy, giữa hai bên này mà nó có tụ điện ký sinh nó đủ lớn ấy, nó phóng sang nhau chẳng hạn, dẫn tới là nó sẽ làm hỏng lớp bách điện và dẫn tới là hỏng biến áp chẳng hạn, hoặc là hỏng mạch nhé. Do đó mà dù kể cả những cái nguồn xung rất là đều của Trung Quốc luôn luôn, họ cũng không bao giờ họ dám bỏ con tụ lọc này, à con tụ lối giữa sơ cấp và thứ cấp này. Nó tác dụng là nó thoát những cái xung ký sinh do chính cái mạch điện này tạo ra mà không mong muốn tạo ra nhé. Bởi vì ấy, cứ có linh kiện để gần sát nhau ấy, thì nó như là hai bản cực tụ rồi, bởi vì cách điện ở giữa mà. Và khi có điện vào ấy, thì là nó cứ tạo ra dao động dao động linh tinh ấy, tới là những con tụ này nó sẽ con tụ này nó sẽ triệt tiêu giữa hai bên với nhau nhé, để mục đích cho mạch chạy ổn định. Về vấn đề mà khi thiết bị là bị sét đánh thì tại sao con tụ này nó lổ, nó hỏng? Bởi vì là khi sét nó đánh thì giữa bên sơ cấp và bên thứ cấp là nó bị chênh lệch điện áp cao, thì nó vượt quá ngưỡng chịu đựng của con tụ này thì nó sẽ chập, nó sẽ hỏng, các bạn hiểu không? Cách đây mấy tháng ở khu mình ấy, điện nó đánh vào đường điện, thế là có mấy cái những cái adapter mình tháo nó ra nhá, thì nó đánh bên sơ cấp, nó là lưới điện sơ cấp, và nó phóng sang bên này, và mình thấy nó đen xì luôn ở vị trí dưới chân của con tụ thoát này luôn. Và tháo con tụ ra thì có đo con tụ, có con thì có cái mạch thì con tụ nó lổ tung luôn, có mạch thì con tụ nó chập, nhưng có mạch thì tụ không việc gì, nhưng mà cái đầu mỏ này này, cái đầu như mình bảo này, ở những cái bo adapter này, nhiều bo của VNPT nó cũng thiết kế là có những cái đầu thoát sét này nha các bạn nhé, nhưng nó lại thoát giữa bên sơ cấp và thứ cấp các bạn ạ. À, nó lại thiết kế kiểu ý, từ những nguồn xung này thì nó không thiết kế tiếp mạng tiếp địa, mà thì tiếp địa có thể là cả cái thiết bị của chúng ta nên dẫn tới là nó sẽ phóng qua. Tóm lại những con tụ mà chịu điện áp cao và dung lượng nhỏ, các bạn hay gọi là tụ pi ấy, chẳng hạn như là con tụ 102 thì nó chỉ có chỉ số là 10 nanofarad, thì nếu mà chúng ta quy đổi ra u microfarad cho thông dụng ấy, thì là con 105 thì nó là bằng 1 u microfarad nhé các bạn nhé, con tụ 105 ấy. Còn con tụ 102 thì nó chỉ là có giá trị là 0,001 microfarad thôi. Còn con tụ 104 thì nó sẽ có giá trị là 0,1 microfarad nhé. Còn con tụ 103 thì nó có giá trị là 0,01 microfarad. Thì tất nhiên khi đó là con tụ 102 nó sẽ có giá trị là 0,0 thêm số 0 nữa microfarad các bạn nhé, nó rất là nhỏ. Qua video này hy vọng các bạn sẽ hiểu rõ thêm về tác dụng của những cái đầu mỏ này nhá. Ở đây mình cũng nói thêm nữa cái này nữa này, ở đây nó còn có cái này nữa. Các bạn để ý cái vị trí của cái bo này, thì phần này là phần mình bảo là nó phóng ra vỏ tiếp khung kim loại để nó là thoát sét rồi đấy, để về cái dây tiếp địa. Thì ở đây nó còn một cái mỏ nữa. Một cái mỏ này nó rất là gần luôn các bạn nhé. Cái mỏ này thì có thể ít người hiểu này. Các bạn để ý là cái vị khoảng cách này nó nhỏ hơn rất nhiều nhá. Mỏ này thì nó rất là xa này, bởi vì xung sét lớn mà.
Mỏ này rất gần này, thì mình lật lên cho các bạn xem này. Đây là một cuộn lọc nhiễu đầu vào nhé, tức là dây AC đầu vào nó sẽ một dây AC này, một dây AC nó sẽ vòng vòng đi qua cuộn này, nó đi sang bên này, nó là cuộn cảm chặn nhé các bạn nhé, chặn nhiễu tin giật đầu vào nhé. Vì thiết kế như này, khi mà mạch điện này hoạt động nhé, thì nó sẽ có dòng chảy đi qua cái cuộn này, thì bản thân cái cuộn này nó như là nối tiếp với tải, nó sẽ sinh ra từ trường, và từ trường đấy nó sẽ được chảy xong cái lõi này. Và khi mà chúng ta rút điện hoặc mất điện, chúng ta không cho thiết bị chạy nữa ấy, thì bản thân là cái từ trường nó đang tồn tại trên cái này này, nó sẽ sinh ra điện áp ngược, sinh ra điện áp. Và nếu mà cái xung cái đột ngột mà nó mất, mà nó cái hai cái từ trường nó trên này nó lớn ấy, mà nó mất đột ngột ấy, và cái điện áp nó sẽ sinh ra, phản hồi sinh ra ở trên hai cái quận này nó đủ lớn thì nó sẽ phóng qua cái tiếp điểm này nhá, qua cái mỏ này nhá các bạn nhá, để nó loại bỏ đi nhá, tức là nó đánh chập cái điện áp tự sinh ra trên cái quận này. Mục đích nếu mà cái điện áp này mà không tự triệt tiêu nhau, có thể nó sẽ ảnh hưởng đến các linh kiện khác ở cả mạch, thì dẫn tới là nó sẽ đánh hỏng thiết bị của chúng ta, nên nhà sản xuất họ cũng không bỏ được nhá. Một số cái adapter thì cái vị trí này ấy, thì họ còn có một con điện trở để xả nữa cơ, một con điện trở trị số lớn tầm mấy chục k ấy, mấy chục kilo ấy. Nhưng ở cái mạch này ấy, do cái cuộn dây này các bạn để ý nó rất sát nhau này, nó nhiều vòng dây này, do đó là khi chạy thì là hai cái này nó cũng như là nối tiếp với tải ấy, thì nó sẽ có sụt áp khoảng một hoặc vài vôn trên này, thì dẫn tới là nó cái lõi ferrit này nó cũng có từ trường, và khi nó mất thì cái từ trường đấy nó sẽ sinh ra điện áp ngược, thì cái điện áp đấy có thể là nó xuất sinh ra ở trên hai cái cuộn này nhé, có thể nó sẽ phóng ra, nó ảnh hưởng đến mạch, do vậy mà cái điện áp đấy nó sẽ được phóng qua cái lốt này. Thực ra nếu mà mạch hoạt động bình thường với cái tải nhỏ thì nó không có đâu. Ở đây là nhà sản xuất tính an toàn thôi, ví dụ như mạch hoạt động với lớn mà hoạt động công suất lớn chẳng hạn, mà nó có đủ khả năng ấy, thì nó sẽ phóng qua. Cái này do thiết kế an toàn của mạch nhé, rất nhiều mạch có hơn chứ không phải. Ở đây trong này nó có một cái cuộn dây nữa này, thì ở đây cũng nó cũng là nó này các bạn ạ, nó cũng phóng như vậy. Đây cuộn này các bạn nhé, cuộn này cũng như cái tác dụng như cuộn kia này, mình lật ngược lại này, thì đây chính là cái đầu phóng, nó sẽ cái khoảng cách của hai cái đầu mỏ này nó gần hơn rất nhiều so với cái vị trí của thoát xét nha các bạn nhé. Thôi video mình kết thúc ở đây nhá, chào các bạn.